không? Như vậy đó là tình huống anh tưởng chừng như sẽ có một tình huống chơi lớn của Carlo Biado. Bây giờ thì anh sẽ có một cú draw bị số 8 để tiếp tục đánh bị số 9. Không vào lỗ. Không tin được. Ở những giai đoạn then chốt nhất thì Carlo Biado lại mắc sai lầm. Quá đẹp. Cú đánh quyết định. Và đó là chiến thắng cho Johann Chua. Chúng ta cũng thấy được cảm xúc vỡ òa của cầu thủ trẻ. Anh đã đánh bại được người đàn anh, người đã từng lên ngôi vô địch thế giới ở nội dung full 9 bi. Hy vọng đổi màu huy chương của Johann Chua, người đã từng giành huy chương bạc SEA Games vào năm 2017. Lời cảm ơn đến các khán giả đã cổ vũ rất nồng.